Cha Tiểu Bảo, tôi là mẹ robot của bạn. Mẹ ơi, mẹ thấy con có mẹ robot rồi. Sau này không cần mẹ nữa. Mẹ robot có thể làm gì? Cô ấy có thể nấu ăn cho con không? Tiểu Bảo mau đến ăn cơm đi. Ngon quá nhỉ. Biết nấu ăn có gì tuyệt vời. Cô ấy có thể giúp con làm bài tập không? Thi được 100 điểm. Được rồi, vẫn là mẹ robot của con. Vậy mẹ đi đây. Mẹ robot, con bị ốm. Con rất khó chịu. Tiểu chủ nhân, ở đây có thuốc, con ăn nó đi. Mẹ robot, con khó chịu quá. Con muốn mẹ ôm con. Này, không có nhiệt độ gì cả. Bình thường con bị ốm luôn quan tâm đến con, chăm sóc con, ôm con thật ấm áp. Mẹ robot không tốt chút nào. Lạnh lùng. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ là người mẹ tốt nhất của con. Quay lại đi. Con nhớ mẹ.